Thưa quý vị, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Nơi đây thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở nút giao này rất phức tạp. Nhiều xe container khi vào vòng xuyến này đã bị lật, gây lo ngại cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mỗi khi đi vào nút giao cắt này. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã ký quyết định số 255 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo điều chỉnh tổ chức nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chủ trương cải tạo, điều chỉnh dự án này, phóng viên thời sự đã có mặt tại hiện trường, phản ánh thực trạng giao thông tại nút giao cắt này vào giờ cao điểm. Tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh vào cuối giờ chiều, dù Ban An toàn Giao thông thành phố đã cấm xe container, xe có trọng tải lớn qua các nút giao này vào giờ cao điểm, nhưng các phương tiện khác vào vòng xuyến vẫn quá đông, gây ách tắc cục bộ. Là người thường xuyên qua lại tuyến đường này, phóng viên Dương Thanh Tùng, báo Đại Đoàn Kết chia sẻ. Cái ngã tư này, cái giao cắt đường Nguyễn Hữu Thọ với lại Xô Viết Nghệ Tĩnh này, như vậy là tôi là thường xuyên qua lại ngã tư này và cũng chứng kiến nhiều cái vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do các cái phương tiện vận tải có trọng tải lớn, mà điển hình là các cái xe container khi mà vận chuyển hàng hóa từ cảng Tiên Sa về đi qua cái ngã tư giao cắt này để mà đi về cái quốc lộ 14 này, thì là xảy ra những cái vụ do cái vòng xoay này nó được bố trí và thiết kế chưa phù hợp. Cho nên là khi xe ôm cua là xảy ra cái tình trạng là xe bị lật, và đã có nhiều trường hợp xe container bị lật ở này. Ngoài cái việc xe tự lật thì còn gây ra những cái vụ tai nạn giao thông đối với các cái phương tiện tham gia giao thông khác ở cái ngã tư này. Vì vậy tôi thấy rằng việc mà thành phố Đà Nẵng cải tạo cái giao cắt tại cái điểm giao cắt này để mà bố trí lại, phân luồng lại giao thông cho nó an toàn, phù hợp hơn, thì cái này thì tôi với tư cách là một người dân thường xuyên qua lại đây, tôi rất đồng tình, rất ủng hộ. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua nút, tránh xảy ra ùn tắc giao thông trong khu vực, thành phố đã phê duyệt dự án cải tạo điều chỉnh tổ chức lại nút giao này. Theo đó, tháo dỡ đảo vòng xuyến trung tâm và hoàn trả mặt đường, cải tạo thu hẹp dãy phân cách trên đường Nguyễn Hữu Thọ và Xô Viết Nghệ Tĩnh để mở rộng mặt đường, rút ngắn hành trình các dòng phương tiện lưu thông qua nút, bố trí đạo thép, hướng dẫn, lắp ghép, lắp đặt các dán lòng môn, kết hợp hệ thống biển báo hiệu để định hướng các phương tiện lưu thông vào nút, di dời cải tạo hạ tầng cây xanh, hố ga, cấp thoát nước trong phạm vi cải tạo nút và lắp đặt đèn tín hiệu, bổ sung điện chiếu sáng với tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Việc mà cải tạo mà điều chỉnh tổ chức giao thông tại cái nút giao này là rất là cần thiết và là cấp bách. Và về cái giải pháp tổ chức giao thông á, thì là xóa cái đảo trung tâm mà hoàn trả là mặt đường, kéo dài giải phân cách giữa cũng như là thu hẹp phân cách giữa để tạo lần xe rẽ trái đối với hướng Nguyễn Hữu Thọ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngoài cái cải tạo là bố trí cái đảo dẫn hướng, còn là cải tạo một phần vỉa hè để mở rộng mặt đường, đồng thời là bố trí cái giải phân cách cứng để mà tách biệt giữa hai dòng xe ô tô và mô tô xe máy để đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả các loại phương tiện có nhu cầu rẽ phải từ Nguyễn Hữu Thọ về Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì về cái giải pháp mà đảm bảo an toàn giao thông cũng như là trong khu vực nút sẽ được rất là chú trọng, và việc cải tạo nút cũng như là thu hẹp các giải phân cách cũng như là hoàn thành cái việc cải tạo nút sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông qua nút. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, điều chỉnh tổ chức nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ khởi công vào quý 2 năm 2021 và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay